mà hành mà để cái đúng nghĩa là tu đó, trong cái nghĩa tu hành đích thực đó, thì cái hành đó phải phải tu, mà không tu một pháp, không tu rằng có pháp để mà tu. Còn khi mình nói là có pháp để mình tu đó, thì tất nhiên nó phải có sự ngăn cách, sự xa cách giữa cái này với cái kia, thì tức là nó mất tính cách bất nhị, tính cách không hai. Bây giờ chúng ta hỏi vậy, giống như ngài Tu Bồ Đề hỏi bạch Đức Thế Tôn, những gì là có pháp, những gì là không pháp, chúng ta cũng hỏi như thế. Đức Phật nói mình hành mà mình thấy có pháp, có một pháp, hai pháp, ba pháp, bốn pháp, năm pháp, sáu pháp, có 108 pháp. Khi mình hành một pháp môn nào đó, hay một bất cứ một cái gì, mình thấy có một cái gì đó, như thế mình không phải là tu. Chẳng bây giờ mình hành cái pháp môn niệm Phật, mà mình thấy có một cái pháp gọi là pháp môn niệm Phật, thì thế mình chấp trước vào trong pháp môn niệm Phật đó, thì như thế mình không phải là tu. Bây giờ mình tu thiền, mình hành cái thiền của Thiền Tông đó, chứ không phải thiền mà trong tứ thiền hay là cửu thứ đại định. Mình tu thiền, mình nhận mình là thiền hành, thiền sinh hay hoặc là thiền sư. Mình hành thiền hay là thiền hành, mình hành thiền. Nhưng mà nếu khi mình hành mình thấy một có pháp môn gọi là pháp môn của Thiền Tông, thì như thế mình không phải là tu thiền. Mình không phải, mình chỉ hành, mà mình hành thiền, mà không phải là ngộ thiền. Mà tu đây là để ngộ. Hành không ngộ, hành mới đến tu, tu mới đến ngộ, mà tu chính là ngộ. Mà ngộ tức là không hành. Bởi khi mà thấy có một cái pháp nào đó để hành, thì đó, bởi vì ngài Lục Tổ Huệ Năng mới nói là bản lai vô nhất vật. Từ trước tới giờ không có vật gì hết, không có cái gì hết. Mà ở đây không có nghĩa là chủ nghĩa hư vô, nghĩa là hoàn toàn không có cái gì hết. Bởi vì không có gì hết lại là có cái gì đó, lại là có gì. Bởi vì không tức là sắc, sắc tức là không, không tức là thọ, không tức là tưởng, không tức là thức, sắc thọ tưởng hành thức. Đó là trí huệ bát nhã. Lục Tổ Huệ Năng là ngài tu trí huệ, ngài chuyển quá thiền thành ra thiền ba la mật, thành ra trí bát nhã ba la mật. Hay ngay trong kinh Lăng Già, Đức Phật nói ngô bản lai bất thuyết nhất tự. Sau khi giảng 45 năm rồi trong kinh Lăng Già, chúng ta thấy hai kinh ảnh hưởng đến Thiền Tông của Tàu, Nhật, Việt Nam là kinh Lăng Già và kinh Kim Cương. Từ Bồ Đề Đạt Ma cho đến mà Ngũ Tổ là Lăng Già. Từ Lục Tổ trở đi, từ Ngũ Tổ đến Lục Tổ đi là kinh Kim Cương Bát Nhã. Thì trong Lăng Già, Đức Phật có nói ta từ trước nay không nói một chữ. Ngô Bản Lai bất thuyết không giảng một chữ. Đó là trí huệ bát nhã. Không có người thuyết, không có chữ vô tự. Còn ngài Huệ Năng là từ trước giờ không có gì cả. Không có một vật gì cả. Bản Lai vô nhất vật. Tức là không có pháp nào hết. Thì bây giờ đó, ngài Tu Bồ Đề hỏi những gì là có pháp, những gì là không pháp, giống như chúng ta hỏi thưa Đức Phật. Thì Đức Phật trả lời này Tu Bồ Đề, hai là có pháp, không hai là không pháp. Đức Phật trả lời, mà chúng ta hiểu cái đó chúng ta thành Phật ngay lập tức. Chúng ta chỉ cần hiểu thế, tất cả thiền tông, tất cả mật tông, tất cả tông phái của Phật giáo từ Ấn Độ, Tàu, Trung Hoa, Tây Tạng, tất cả Phật giáo nằm trong một câu này thôi, hai là có pháp, không hai là không pháp. Hai, chúng ta thấy giản dị số hai đó, nhưng không phải số hai là có pháp, không hai là không pháp. Cái câu đó có dễ hiểu không ba? Tức là muốn nói đến cái vô nhị bất nhị đó, vô nhị pháp. Chẳng hạn chúng ta đọc kinh mà Duy Ma Cật chẳng hạn, trong kinh Duy Ma Cật thì nói về bất nhị,